Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ tư ngày 12 tháng 4 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Tỉnh ủy tổ chức sao ban công tác đội chính và phòng chống tham nhũng. Huyện phục cử sa quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Tin lữ có một cơ sở giết mổ lợn chết, lợn bệnh để chế biến thực phẩm. Bất cập việc xử lý rác thải tại hộ gia đình bằng thùng nhựa tại chi hội phụ nữ thôn Nội Tây xã Toàn Thắng huyện Kim Động tồn tại nhiều điểm vi phạm công trình thủy lợi. Người cán bộ hội chữ thập đỏ tâm huyết với hoạt động hiến máu tình nguyện. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng chống tham nhũng quý 1 triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2017. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Quý một năm nay, các cơ quan trong khối nội chính và các cơ quan đơn vị địa phương trung tỉnh đã thực hiện tốt công tác nắm tình hình an ninh chính trị nội bộ, tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp giải quyết có hiệu quả khiếu kiện của người dân ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm soát các hoạt động tư pháp được thực hiện tốt. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu trong quý 2 năm 2017, các ngành nội chính tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy tổ chức đảng chính quyền thực hiện nghiêm túc nghị quyết chỉ thị của đảng về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tăng cường tuyên truyền và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với việc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống vụ việc xảy ra, nhất là các vấn đề liên quan đến tôn giáo, quản lý, tài chính, đất đai ô nhiễm môi trường an ninh nông thôn chấn áp tội phạm xã hội tập trung giải quyết các vụ án tồn động các vụ án được dư luận quan tâm đồng thời thực hiện nghiêm túc trong công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo Sáng nay, tại tỉnh Lào Cai đã diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc tìm giải pháp phát triển ngành dược liệu dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Sự ở điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại biểu lãnh đạo một số sở ngành, doanh nghiệp tham gia trồng và chế biến cây dược liệu phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam có truyền thống quý báu trong y học cổ truyền và có nhiều cây thuốc quý nổi tiếng đảng và nhà nước ta đã đưa ra đường lối chung là phát triển y học hiện đại kết hợp với y học cổ truyền thủ tướng đã chỉ ra một số hạn chế bất cập trong việc trồng khai thác chế biến dược liệu ở nước ta hiện nay từ đó cần đặt vấn đề quy hoạch sản xuất loại gì ở đâu đầu tư vùng trọng điểm về dược liệu ở những địa phương nào cần xây dựng các tiêu chí phát triển các loại hình doanh nghiệp, các dự án, các chương trình để thực hiện chuỗi giá trị về dược liệu. Với Hương Yên, quê hương của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, từ xa xưa nhân dân đã luôn coi trọng và ưu tiên dùng dược liệu trong điều trị bệnh. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành nhiều vùng trồng các loại dược liệu quý như bạc hà, hương nhu, bạch chỉ, bạch chuột, đinh lăng, ngưu tất, cúc hoa, vân vân. Các loại dược liệu này không chỉ giúp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân mà còn là loại cây trồng làm giàu của người dân ở nhiều địa phương. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Trần Văn Quý, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, làm trưởng đoàn, cùng các ông bà trong đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đã tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 tại Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn giám sát có ông Đặng Ngọc Quỳnh, ủy viên ban Thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh, cùng sự có ông Đỗ Xuân Sảng, phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh trong những năm qua việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách bộ máy hành chính nhà nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ra soát vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn của ủy ban nhân dân các cấp sắp xếp cán bộ cũng như việc giả soát biên chế công chức số lượng người làm việc hiện có của ủy ban nhân dân các cấp Phát biểu tại buổi giám sát, ông Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2016 góp phần nâng cao hiệu quả công việc, thúc đẩy kinh tế xã hội các địa phương trong tỉnh. Để thực hiện tốt điều này, đòi hỏi các đơn vị phải tiếp tục phân cấp mạnh hơn các cấp quản lý cán bộ công chức, làm rõ hơn tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ quản lý, số lượng cán bộ quản lý, điều chỉnh hợp lý các điều kiện về tinh giảm biên chế, thời gian thực hiện, giải quyết cần nhanh chóng, rút gọn về thủ tục hành chính, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Xác định việc thực hiện tốt công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tác động mạnh đến phát triển kinh tế xã hội và tiến trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đảng ủy, ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện Khói Châu đã thực hiện tốt công tác cải cách một cửa liên thông. Hiện nay, tại các địa phương trong huyện thủ tục văn bản quy định về các lĩnh vực khác nhau đều được niêm yết công khai cho nhân dân biết. Khi cần hoàn thiện văn bản, thủ tục gì, người dân chỉ cần ra tìm hiểu tại bảng niêm yết đã được công khai để hoàn thiện các giấy tờ cần thiết. Ngoài ra, ý thức trách nhiệm và tinh thần thái độ phục vụ của tổ một cửa từng bước được nâng cao trong việc hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính được nhanh chóng, thuận tiện, đúng hẹn. Các xã làm tốt việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo một cửa là Tân Dân, Đồng Tiến, Dân Tiến, Thị trấn Quai Châu. Sáng nay, xã Ông Đình, huyện Khoái Châu đã tổ chức lễ đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Trong thời gian qua, xã Ông Đình đã có nhiều cố gắng hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, kinh tế xã hội phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao. Giai đoạn 2011-2016, tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới đạt trên 121 tỷ đồng, trong đó huy động từ nhân dân tham gia đóng góp được 78 tỷ đồng, chiếm trên 64%. Thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt gần 40 triệu đồng một năm. Số hộ nghèo còn 3%. Đã bê tông hóa 100% tuyến đường, 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. Có 3 cấp trường đạt chuẩn quốc gia. Để giữ vững danh hiệu, xã tiếp tục củng cố, duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, triển khai các tiêu chí mới trong giai đoạn 2016-2020, tiếp tục xây dựng đổi mới các mô hình sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng xã ngày càng phát triển giàu mạnh nhằm lập lại trật tự kỷ cương trong việc giữ gìn và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh sáng nay huyện phù cử đồng loạt gia quân giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện Ban An toàn giao thông huyện Phù Cử đã thành lập hai tổ cưỡng chế giải tỏa phối hợp với đội giải tỏa của các xã. Trong ngày 12 tháng 4, các tổ đã tham gia giải tỏa tại thị trấn Trần Cao và xã Đoàn Đào, tiến hành lập biên bản và yêu cầu tổ chức cá nhân liên quan tự tháo rỡ các công trình, lều quán, biển quảng cáo lắp dựng trái phép, vật liệu xây dựng vi phạm hành lang toàn giao thông đường bộ, phát chặt cây cối, bảo đảm thông thoáng, ngay sau khi hoàn thành giải tỏa, Ban an toàn giao thông huyện bàn giao lại cho các xã thị trấn quản lý. Nếu để tái đơn chiếm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thị trấn phải chịu trách nhiệm, đồng thời coi đây là một trong những yêu cầu bắt buộc để xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm. Theo kế hoạch của Ban An toàn Giao thông huyện Phù Cử, đợt gia quân giải tỏa hành an toàn đường bộ của huyện hoàn thành chậm nhất vào ngày 20 tháng 4, riêng thị trấn Trần Cao hoàn thành trước ngày 15 tháng 4. Thưa quý vị và các bạn, sau khi triển khai các bước theo đúng trình tự thủ tục pháp luật hiện hành về thu hồi đất nông nghiệp để bàn giao cho chủ đầu tư dự án nhà ở công nhân, nhà ở thương mại lạc hồng phố nối đối với ba hộ dân còn lại không thành. Sáng nay, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất nông nghiệp huyện Mỹ Hào đã tiến hành cưỡng chế thu hồi 2.275 m2 đất để bàn giao mặt bằng cho dự án. Ba hộ dân có diện tích đất nông nghiệp phải thực hiện cưỡng chế để bàn ra mặt bằng sạch cho dự án nhà ở công nhân, nhà ở thương mại Lạc Hồng, phố Nối, gồm hộ gia đình ông Vũ Văn Mẽ, bà Nguyễn Thị Ái và ông Trịnh Văn Mơ, cả ba đều trú tại thôn Nguyễn Xá, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào với diện tích đất sen kẹp để cỏ hoang đã lâu, 276 hộ dân có đất nằm trong dự án đã ủng hộ chủ trương của tỉnh, quy hoạch diện tích đất này thành khu nhà ở công nhân và nhà ở thương mại phục vụ xây dựng Mỹ Hào trở thành thị xã công nghiệp dịch vụ và thương mại riêng ba hộ dân trên đã cố tình không hiểu chủ trương, đồng thời không bàn giao đất, mặc dù đã được giải thích vận động và tiến hành đối thoại lần cuối vào ngày 8 tháng 4 vừa qua. Nên Ủy ban nhân dân huyện quyết định tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư triển khai xây dựng hạ tầng dự án đảm bảo đúng tiến độ đã được phê duyệt. Những năm trước đây, xã Đại Đồng huyện Văn Lâm từng là địa phương thường xuyên bùng phát các ổ dịch cúm gia cầm. Khoảng 3 năm trở lại đây, do đã chủ động hơn cho công tác phòng chống dịch trên đàn vật nuôi, Đại Đồng đã không xuất hiện ổ dịch mới. Chỉ trong tháng hành động vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi, toàn xã đã tổ chức phun 110 lít thuốc sát trùng tại uế cho 11.000 m2 chuồng trại. Hầu hết các hộ chăn nuôi đã chủ động tiêm phòng bệnh cúm cho đàn gia cầm với khoảng 64.000 con, đồng thời nhập đàn gia cầm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng của các cơ sở tin cậy. Các hộ chăn nuôi thường xuyên theo dõi kiểm tra sức khỏe đàn gia cầm, khi phát hiện gia cầm ốm chết không rõ nguyên nhân đều báo ngay với cán bộ thú y xã, chính quyền địa phương để xác minh dịch bệnh và phòng trừ kịp thời. Ngày 11 tháng 4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản chỉ đích danh 14 doanh nghiệp cơ sở cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về thú y an toàn thực phẩm như giết lợn chết, tiêm thuốc, bơm nước vào gia súc đã bị phát hiện. Tại chỉ thị số 3005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nêu đích danh các địa phương trong đó tỉnh Hưng Yên có cơ sở vi phạm các lĩnh vực như giết mổ lợn chết, lợn bệnh để chế biến thực phẩm và vứt xác động vật ra môi trường gây ô nhiễm và làm lây lan dịch bệnh động vật. 14 cơ sở bị bêu tên của các địa phương đã chỉ rõ cơ sở kinh doanh giết mổ lợn của ông Phạm Quốc Tuấn ở thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ đã giết mổ lợn chết, lợn bệnh để chế biến thực phẩm. Chỉ thị cũng nêu rõ chính quyền các cấp phải tăng cường mở các chuyên án đấu tranh, triệt phá tận gốc các tổ chức đường dây có hành vi giết mổ buôn bán chế biến động vật chết, chế biến thành thực phẩm, vứt xác động vật chết ra môi trường. Bất cứ hành động vi phạm nào sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tri hội Phụ nữ Thôn Đội Tây, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao tặng 120 thùng cho 120 hộ gia đình hội viên phụ nữ từ năm 2013. Đến nay, nhiều hội viên không còn dùng nữa do có nhiều bất cập. Nguyên nhân hộ gia đình hội viên phụ nữ không còn dùng thùng phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình được xác định là số lượng chế phẩm vi sinh dùng để xử lý không còn nữa, người dân chưa biết điểm mua. Việc xử lý chưa thạo nên nhiều trường hợp xuất hiện dòi bọ, mưa nước thải chảy ra đường làm gây ô nhiễm môi trường. Đối tượng được tặng đi làm xa. Hiện nay, chưa đến 50% số hộ được tặng thùng còn dùng trong việc phân loại và xử lý rác thải. Thùng được quảng ra một nơi để lãng phí. Qua đó cho thấy bên cạnh việc phân phát thùng nhựa cho bà con thì cơ quan liên quan và đặc biệt là ban chấp hành hội phụ nữ xã Trung Hòa chi hội phụ nữ thôn Nội Tây cần sâu sát hơn trong việc tuyên truyền, đồng thời tìm hiểu và giúp đỡ hội viên khắc phục những hạn chế trong việc xử lý rác thải tại hộ gia đình. Thưa quý vị và các bạn, Toàn Thắng là một trong những địa phương có nhiều vi phạm hành lang công trình thủy lợi nhất của huyện Kim Động, gây bức xúc trong nhân dân. Trong đó có những vi phạm đã tồn tại hơn 20 năm nay, nhưng chính quyền xã vẫn chưa có giải pháp để xử lý triệt đề. Hình ảnh những ngôi nhà được xây dựng kiên cố 3-4 tầng lấn chiếm sông Trương Đìa như thế này đã không còn xa lạ ở xã Toàn Thắng. Hộ này lấn được hộ kia cũng đua nhau lấn theo khiến cho lòng sông bị thu hẹp đáng kể hành lang sông chỗ thò chỗ thụt trông rất mất mỹ quan chỉ nhìn bằng mắt thường ai cũng có thể phát hiện ra những điểm vi phạm nhưng không hiểu vì lý do gì nó vẫn tồn tại hàng chục năm nay gây bức xúc trong nhân dân toàn thắng trở thành điểm nóng về tình trạng vi phạm hành lang công trình thủy lợi của huyện kim động các tranh chấp khiếu kiện về đất đai diễn ra thường xuyên toàn thắng nói riêng và kiếp động nói chung là rất khó khăn bởi vì người ta ở kiên cố nhà hai ba tầng bây giờ muốn giải phóng được cái 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 hành lang đấy thì là phải có một sự chỉ đạo chung từ cấp trên trở xuống và ngoài ra cũng có một cái quỹ đất nhất, nhất định thì chúng ta mới có thể tiến hành được từng bước giải tỏa các hộ nằm trong hành lang bảo vệ này. Đến nay, xã Toàn Thắng có gần 20.000 m2 đất lấn chiếm hành lang công trình thủy lợi với 230 trường hợp vi phạm. Đáng chú ý có trên 200 hộ vi phạm từ trước năm 1993, nhưng đến nay vẫn chưa bị xử lý. Nhiều hộ vi phạm từ vài trăm đến hàng nghìn mét vuông đất như gia đình ông Đỗ Văn Nguyên lấn chiếm gần 1.100 mét vuông, ông Vũ Văn Hủy, Hoàng Đức Mậu, Lý Văn Trung, Nguyễn Văn Nam, Cao Văn Hiếu lấn chiếm 600 mét vuông. Hình thức vi phạm chủ yếu là xây nhà, hàng quán, lều lán, trang trại, chăn nuôi, trồng cây trong hành lang của hai sông Trương Đỉa và Kim Ngưu. Không chỉ xây nhà kiên cố, các hộ này còn ngang nhiên xả rác thải chăn nuôi, rác thải sinh hoạt ra kín mặt sông. Con sông Trương Đỉa đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, rác thải trôi nổi trên sông gây ảnh hưởng đến dòng chảy và công tác điều tiết nước. Hiện nay trên xã Toàn Thắng là cũng là một cái điểm nổi cộm về đất đai. Các hộ sử dụng này cũng đã có từ thời điểm trước năm 1993. Đa số là các hộ chỉ xây tường và làm mái tre mái vải thôi. Còn sông Kim Ngưu thì cũng tầm vào khoảng tất cả tuyến sông Kim Ngưu cũng có một số hộ vi phạm xây dựng nhà kiên cố trên hành lang sông Kim Ngưu. Để xảy ra tình trạng vi phạm hành lang công trình thủy lợi kéo dài, lỗi trước tiên do chính quyền xã đã buông lỏng quản lý đất đai, còn nể nang né tránh. Rất mong trong thời gian tới, chính quyền xã tập trung ngăn chặn xử lý rứt điểm các vi phạm trả lại sự thông thoáng cho những con sông. Theo thống kê tại Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ, một tuần trở lại đây, lượng bệnh nhân đến khám và điều trị các bệnh mãn tính tăng cao. Trung bình mỗi ngày khoa khám bệnh tiếp nhận từ 350 đến 400 bệnh nhân, những ngày cao điểm lượng bệnh nhân còn lên đến hơn 550 người. Trong đó lượng bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính như cao huyết áp, tiểu đường chiếm 60%, đa số là người cao tuổi. Nguyên nhân dẫn đến lượng bệnh nhân mãn tính tăng cao là do thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa từ xuân sang hè, nhiệt độ chưa ổn định, lúc nóng lúc lạnh khiến cho những bệnh nhân có tiền sử mắc các bệnh mãn tính không thích nghi kịp sẽ bị sốc nhiệt vì sức đề kháng đã bị suy giảm để phòng tránh bệnh tái phát và biến chứng các bác sĩ khuyến cáo người bệnh nên ăn uống đủ chất duy trì thể dục nhẹ nhàng không tự ý dùng thuốc dự phòng khi chưa có chỉ định của bác sĩ Thưa quý vị và các bạn, năng nổ trong công việc, tích cực chủ động và hết lòng về sự nghiệp chữ thập đỏ, nhất là phong trào hiến máu tình nguyện. Đó là nhận xét của mọi người dành cho bà Vũ Hải Yến, Chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, người đã 10 lần tham gia hiến máu, chia sẻ những giọt máu của mình để cứu chữa cho những người bệnh. Bà Vũ Hải Yến biết đến và tham gia hiến máu tình nguyện lần đầu tiên vào năm 2002, nhưng phải đến một năm sau khi được bầu làm chủ tịch hội chữ thập đỏ xã dị sử bà yến mới có cơ hội phát huy hoạt động tuyên truyền vận động để người dân địa phương hiểu rõ hơn về hoạt động hiến máu nhân đạo xác định đây là việc làm ý nghĩa và đầy lòng nhân ái bởi những giọt máu nghĩa tình không chỉ đem lại sự sống cho nhiều người mà còn nhân rộng tình cảm sự sẻ chia tinh thần tương thân tương ái giữa con người với con người Bà đã có cửa từng nhà, vận động từng người có đủ điều kiện tham gia hiến máu. Tuy nhiên, đây không phải là một việc làm dễ dàng. Đã không ít lần bà Yến bị từ chối khi đi vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện. Sợ bị nhiễm bệnh, sợ mất sức hay không có thời gian là những lý do nhiều người đưa ra để từ chối tham gia hiến máu. Gặp những trường hợp này, bà không nản lòng Bà nhiều lần giải thích cho mọi người hiểu, việc hiến máu không chỉ có thể cứu giúp được nhiều người cần máu, mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho những người hiến tặng. Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Tôi gặp rất nhiều khó khăn. Năm đầu tiên huyện giao chỉ tiêu là 5 đơn vị máu. Thì là mình đưa đi hẳn 7 người. Thế nhưng cuối cùng quay ra quay vào anh em thanh niên là sợ là đi đâu hết ý đến lúc gọi đến tên là đăng ký hết rồi nhưng đến gọi đến tên chả thấy còn ai cái quan niệm của người dân ấy thực ra người ta vẫn nghĩ rằng là rất là quý máu người ta không biết được rằng là mà chính bản thân mình lúc mới đầu tiên thì mình cũng chưa nghĩ được là là đi hiến máu là được hay là không thì cũng chỉ nghe như vậy thôi thế nhưng thực tế mình đi làm được rồi mà mình đã được hiến máu rồi thì mình cảm thấy là rất là khỏe Bí quyết thành công của bà Yến là không phải bằng những khẩu hiệu, những lời hoa mỹ mà bằng chính người thật, việc thật của bản thân. 14 năm cắn bó với công tác hội chữ thập đỏ, 10 lần tham gia hiến máu tình nguyện, chồng và con trai bà cũng đã hai lần tham gia hiến máu. Đây chính là những thành tích giúp bà vận động được ngay càng nhiều người dân địa phương tham gia hoạt động này. Bác Yến là rất là năng nổ trong công việc để tuyên truyền và vận động những đoàn viên thanh niên trong xã là đi hiến máu nhân đạo. Tôi đã hiến máu được hai lần, chương trình của xã mà có những cuộc vận động đi hiến máu nhân đạo thì tôi sẽ cố gắng tham gia để ủng hộ phong trào hiến máu. Điều mà bà Yến cảm thấy vui là những năm gần đây phong trào hiến máu tình nguyện ở địa phương ngày càng lan rộng thu hút đông đảo mọi người tham gia. Năm vừa qua, xã Dị Sử đã có 20 tình nguyện viên tham gia hoạt động ý nghĩa này, đạt 100% chỉ tiêu. Đầu năm 2017, địa phương đã có 21 người tham gia hiến máu, vượt 53% kế hoạch, trong đó có nhiều cá nhân, gia đình tham gia rất tích cực trong phong trào. Bằng sự tâm huyết, phấn đấu không mệt mỏi, bà Yến đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp các ngành, tấm gương điển hình trong hoạt động nhân đạo để người dân học tập và noi theo. Thời gian gần đây, tình trạng người ăn xin xuất hiện ngày càng nhiều tại các chợ trên địa bàn thành phố Hương Yên hình ảnh những người ăn xin với quần áo rách dưới tật nguyền như thế này xuất hiện thường xuyên tại các chợ trên địa bàn thành phố Hưng Yên như chợ Triều, chợ Phú Hiến, chợ Gạo. Chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ, chúng tôi đã bắt gặp từ 4 đến 5 người ăn xin xuất hiện tại chợ Triều. Ai cũng tự nhận có hoàn cảnh đáng thương, mong muốn được sự giúp đỡ. Có người xuất hiện đều đặn mỗi ngày tại các khu chợ. Khách hàng đi chợ phàn nàn khi có quá đông người ăn xin, cho tiền người này thì người kia cũng xin. Bên cạnh những người ăn xin có hoàn cảnh đáng thương thật, nhưng cũng có người lợi dụng lòng tốt của người khác để trục lợi. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình thời sự ngày mai, thứ năm ngày 13 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Hương Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày trên địa bàn tỉnh, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Hoàng Hanh, thành phố Hương Yên. Huyện Yên Mỹ nhiều vi phạm đất nông nghiệp. Thôn Hồng Châu, xã Tân Châu xây hầm biêu ga giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.